Bạn nào có nhu cầu mua ạc Liên Quân hay ạc Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shopnhungday.com. Đây là shop ạc hợp tác duy nhất chính thức của mình, nên mọi người có thể yên tâm khi mua ạc nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả nha mọi người. Hello mọi người, trước khi vào video tiếp theo của mình thì mình xin mọi người một ít phút đầu để mình vào trong shop của mình quay kim cương nha. Tại vì cũng lâu rồi mình không vào shop của mình quay kim cương ấy mọi người. Đó mọi người ạ, nếu mà mọi người muốn vào trong shop của mình thì mọi người có thể ấn vào trong kênh của mình hoặc là ấn vào video của mình nha mọi người. Thì mình có để nó ở phần link mô tả nha mọi người. Đây chính là phần link shop của mình này. Hoặc là mọi người cũng có thể ấn vào phần comment ấy mọi người. Phần comment của mình thì cũng có để phần link shop của mình nha. Đây mọi người thấy không? Đó, bây giờ thì mình sẽ vào phần link mô tả để ấn vào shop của mình nha mọi người. Mọi người thấy không? Đây chính là shopnhungday.com. Đấy, bây giờ shop của mình có 1 triệu mọi người ạ. Thì kiểu lâu rồi mình không quay ấy. Đấy, shop của mình thì có tất cả các vòng quay đủ thể loại luôn mọi người ạ. Từ 70% xong giảm giá. Bây giờ shop mình đang giảm giá ấy, 30%, 50% hoặc là các ạc Liên Quân, Free Fire, giá rẻ các thứ thì có đầy đủ hết nha mọi người. Nếu mà mọi người muốn test thử vận may hoặc là gì đó thì mọi người có thể ghé qua shop của mình nha. Ok, bây giờ mình không còn nhiều nữa thì mình sẽ chọn vòng quay này đi. Đấy, đây là vòng quay skin huyền thoại chế tác 19k nha mọi người. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ quay thử. Ui, được hẳn 500 kim cương luôn mọi người ạ. Đây, 19k 500 kim cương là lãi rồi đấy. Mình sẽ quay thử lần thứ 2 này. Ui, 9.999 kim cương. Thật không là không thể tin nổi. Đỉnh đấy. Bây giờ mình sẽ quay thêm lần thứ 3 nữa xem có còn may mắn nữa không nha mọi người. Ui, không ngờ luôn. 9.999 kim cương. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi ra một cái vòng quay khác và mình quay thử nha mọi người. Tại vì kiểu quay vòng quay đấy, bây giờ mình sẽ quay sang vòng quay khác thử nha mọi người. Đây là vòng quay súng siêu phẩm chế tác nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ quay. Một trăm kim cương. Ok, mình sẽ quay lần thứ 2 nha. Vãi, 19.999 kim cương. Nani? Ui. Đấy mọi người ạ, mình chỉ quay để cho mọi người chỉ test thử cái độ uy tín, xem cái độ mà tỷ lệ của shop của mình thôi nha mọi người. Chứ thật ra là nick của mình cũng vẫn còn nhiều kim cương ấy, tại vì có anh Thuận, chị Ly các thứ cho nên là mình chỉ quay cho mọi người xem thôi. Mình cứ để đấy, mình sẽ không rút nha. Khi nào mình tiêu hết kim cương mình cần thì mình sẽ rút nha mọi người. Ok mọi người, quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Ok. Hello mọi người, và mình là Nhung đây. Đây là chị make up của mình mọi người ạ. Mọi người biết mình làm gì không? Tại vì mình quên quay đoạn đầu á, cho nên là mình phải lồng tiếng. Thì hôm nay mình với cả chị Ly có hẹn nhau đi chụp một bộ ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình làm về một cái vlog đời sống hàng ngày của mình ấy mọi người. Mình vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều. Nếu như mà có sai sót hay là mọi người cảm thấy khó chịu thì mọi người nhớ bình luận để mình để lần sau mình có kinh nghiệm làm video hoàn chỉnh hơn và hay hơn nha mọi người. Bây giờ thì mình đang ngồi make mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên mình make kiểu dạng này luôn, cho nên là hơi bị hồi hộp mọi người ạ. Đây cuối cùng cũng make xong rồi. Tại vì video make nó dài cho nên mình phải tua nhanh với cả cắt đi. Mọi người thấy khác không? Oh my god. Như hai người khác nhau hoàn toàn luôn. Bây giờ đến lượt chị Ly này. Đến lượt chị Ly lên thấp. Chị make quen lên rồi. Mọi mình đến rồi mà quả đường ấy, đi vào lòng đất ấy, trưởng đây còn đỡ rồi mọi người ạ. Nãy ở kia bùn cơ, nó còn bắn vào hết vào váy của mình ấy. Ở đây, người thông địa điểm của mình đến đây rồi mọi người ạ. Kia là hai anh chụp ảnh cho bọn mình. Mát thề luôn. Em mọi người ạ, bọn mình phải quay lại đời thông khác, đời thông này đang bị cầm. Đúng rồi. Đời thông này đẹp ấy hả? Đời thông này đẹp. Ui nắng đẹp, sau buổi này thì bọn mình những con người nhuộm da. Anh trong phi luôn. Bọn mình đang ở cái hầm đời cáp mà chắc cái này nổi mọi người cũng biết đúng không? Ăn đù. Tại vì bọn mình sẽ chụp ở đây trước xong rồi mới di chuyển ra đồi thông mọi người ạ.
Bây giờ các anh kia đang set up xong. Chị Ly ơi, chị Ly bánh bèo. Không, chị kia không đi theo giọng phấn nữa chứ, phấn cũng lốc lên rồi. Giờ chị Ly chỉ đang chụp trước mình đấy, tí nữa mình chụp sau. Kiểu bình thường mình toàn mặc quần áo xong các thứ, nhưng hôm nay chị Ly chụp xong rồi mọi người ạ. Bây giờ đến lượt của mình chụp nè. Kiểu bây giờ là mình đang, mấy anh kia đang chỉ mình tạo dáng các thứ. Thế chứ lần đầu tiên mình chụp kiểu dạng bánh bèo này nên rất là kiểu bơ ngỡ, kiểu lạ cực kỳ luôn ý. Do mình để mái dài quá cho nên là bây giờ mình đang chỉnh sửa mái các kiểu ấy. Mái siêu siêu dài luôn ý. Biết thế mình cắt mái ở nhà trước, tại vì chụp ảnh nó toàn bị che mắt các thứ. Mọi người thấy mình, ui thấy mình lạ không? Khác với mọi ngày không? Đúng kiểu bánh bèo. Nhưng mà bánh bèo kiểu này kiểu dạng như kiểu con đàn ông mặc váy ấy. Do mái của mình dài quá cho nên là mình phải cắt bớt đi mọi người ạ. Tại vì chụp ảnh á, mái dài quá toàn che hết mắt thôi. Mình phải nhờ chị Ly đi mua kéo ấy. Đây là khoảnh khắc quyết định là bộ ảnh của mình có đẹp hay không. Dùn thật sự may không cắt qua cái lông mày đấy, không thì chắc bây giờ mình đang nằm khóc quá. Bọn mình chụp riêng xong hết rồi, bây giờ mình với cả chị Ly chụp chung nè. Đoạn này chị Ly đang đội mũ cho mình. Mọi người thấy tình cảm không? Đấy, giống hai vợ chồng chưa? Đấy mọi người ạ, đây là kiểu dạng hình ảnh của hai nàng thơ cầm tay nhau chạy giữa cái bãi cỏ mây. Mọi người nhìn này thôi chứ tối về mình phải nhặt tầm mấy tiếng ý, xong nó bám vào váy mà còn váy trắng nữa cơ. Đây mọi người ạ, toàn cỏ mây. Chị ơi, đây đây đây, váy của chị Ly này mọi người ạ. Này á, tối về hai chị em mình ngồi nhổ. Ngồi nhổ. Ok mọi người ạ, sau một buổi lăn lê bò trườn đủ các thể loại thì cuối cùng bọn mình cũng chụp xong rồi, bây giờ thì bọn mình đi về thôi. Ok mọi người ơi, thì cuối cùng bọn mình cũng về đến nhà rồi, mệt cực kỳ luôn ý. Tại vì bọn mình đi nhá, vừa nắng nôi các thứ xong lăn lê bò trườn các thứ. Chân mình bây giờ toàn đốt kiểu con kiến lửa đốt này, xong con muỗi các thứ. Đúng rồi mọi người ạ, đây mọi người thấy gì không? Bọn mình đang ngồi nhổ cái cỏ mây, đúng rồi, cỏ mây. Hiện tại là gần 12 giờ rồi đây. Gần 12 giờ rồi đây. Gần 1 tiếng. Mê cực kỳ luôn. 23:46. Đó mọi người ạ. Thì cái bộ ảnh này là một bộ ảnh đầu tư lăn lê bò trườn xong. Một bộ chị Ly ơi, một bộ ảnh nàng thơ lần đầu tiên trong cuộc đời của em ấy. Nhiều rồi.
mong kết quả của cái bộ ảnh là nó đẹp, nó được như mong muốn của bọn mình đó. Đúng mọi rồi. Người nếu như chứ mọi người để cho công phụ công của bọn mình ngồi lăn lê bó xạ mọi người ạ, đó thì mọi người chờ hóng bộ ảnh này nhé mọi người. À, nếu như mọi người muốn xem ảnh ý, mọi người vào trang Facebook của mình nha. Trong Facebook mọi người... của mình. Facebook của em. Facebook của mình là Lò Thị Hồng Nhung, đúng rồi. À, Facebook của mình là Facebook Linh Khánh. Ok mọi người ạ, thì trong video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Mọi người có ý tưởng hoặc là muốn mình quay video gì thì mọi người nhớ bình luận ở dưới mình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm YouTube thường xuyên hơn. Bye bye. Mọi người thấy lạ không? Lạ Việt Nam luôn đấy. Em nào chẳng chăm, chẳng qua. Rồi, 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 xem mai video bây giờ. Không, không bùng đâu. Ok, nhớ mồm nhá. Tất nhiên.